Trưa nay, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 cùng các cơ quan, ban ngành, chức năng quận 1 đã đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ, chung cư trên địa bàn quận 1. Khi di chuyển trên đường Lê Duẩn, vị Phó Chủ tịch quận 1 phát hiện xe tải chạy ngược chiều. Trên đường Nguyễn Bình Khiêm hướng về đường Tôn Đức Thắng nên ra lệnh cho người dừng xe lại. Do đây là đường một chiều nên các xe máy, ô tô khác hoảng loạn né tránh, tài xế cũng bốc còi nhòi. Xe của ông Đoàn Ngọc Hải công tác liền chặn đầu xe tải để xử lý nhanh, nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Lúc này, ông Hải cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cán bộ quận 1 xuống xe chạy bộ rượt theo. Do vướng dòng xe cộ đang qua đường, tài xế ô tô tải không di chuyển được nên lực lượng chức năng ập tới mở cửa yêu cầu tài xế này rời khỏi cabin. Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận tên là Nguyễn Xuân Huy, 27 tuổi, quê ở Nghệ An. Huy cho biết mình lái xe tải chạy trên đường Nguyễn Bình Khiêm, đường này đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai chỉ cho chạy một chiều, nhưng anh ta không nhìn thấy biển báo nên lái xe thẳng vào. Tài xế này khai thường chạy xe ở khu vực quận 12, vừa mới vào trung tâm chạy được vài ngày nên nhầm đường. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ giấy tờ xe của Huy để xử lý. Hoa đâu đó? Hoa ơi! Rồi anh em một phóng viên, rồi anh em phóng viên. Xe hoa trả tiền nhá. Cho anh em phóng viên kia. Hoa ơi! Trả tiền đi, trả tiền. Bao nhiêu tài được? Chị cảm thấy như thế nào khi được bán hết cho tài xế? Dạ. Dạ thấy chú mới mua mà. Có biết là ai không? Dạ biết. Chị có biết? Dạ biết. Chị cảm thấy như thế nào? Đâu có nhìn trên vé số đâu. Đây đây, chấp vé số cái cho coi chấp. Đưa cái vé số cho. Tổng cái này là bao nhiêu vé? 1,5 triệu tức là 1,5 triệu vé. 150 vé. Con chị nhiêu tháng tuổi rồi? À, chị có ủng hộ việc của ông Hải đi dịp hè không? Nhiêu bao nhiêu ạ? Một triệu rưỡi. Cô bé tiêu chí xinh đẹp đây. Trời mưa thì tụi em vác ra nó cũng cực khổ này nọ rồi. Em chỉ đậu để bốc hàng lên, ký đơn xong rồi đi liền. Ở bây giờ này, cái bình chữa cháy đó, em có thể đậu ở cái khu vực này. Còn một cái là bao người tâm vào, chứ không thể nào nghênh ngang đậu lên vỉa hè được. Dạ em biết, nhưng mà là lý do là em thấy là trời mưa này nọ thì tụi em cũng vất vả tụi em. Cái bình chữa cháy trời mưa là bình thường. Dạ biết, nhưng mà ví dụ như là em chỉ đậu em đi liền thôi, nhưng với lại là em không phải là phục vụ mục đích của cá nhân của em phục vụ cho cái hệ thống an toàn của chợ mà. Không, cái chuyện hai câu chuyện khác nhau, em đang vi phạm luật giao thông. Dạ em biết là em vi phạm, dạ em biết vi phạm, nhưng mà cái gì thì nó cũng có cái anh xem xét lại dùm chứ. Không, anh không thể xem xét được bởi vì anh không thể đứng trên luật được, anh đang thực thi luật pháp nên anh không thể làm khác được nha. Dạ, ví dụ bên chợ cũng đã xác nhận em là thông minh làm bên chữa cháy. Anh đã nói rồi, các câu chuyện đều khác nhau hết, luật giao thông là luật giao thông, còn chợ là chợ, bình chữa cháy là bình chữa cháy, những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu vậy thì anh chấp hành thôi.
trừ trường hợp đặc biệt, ví dụ như cái xe này chở một cái bà cụ già bị bệnh tật hiểm nghèo vân vân thì có thể xem xét. Còn cái bình chữa cháy xách nó vào, xách nó vào thế là xong thôi. Bên chợ cũng đâu hay giúp em được. Thôi cái chuyện đó là một câu chuyện khác nha. Em chở xuống nè. Chứ đâu phải em là xe em chở hàng buôn bán gì đâu. Trời mưa gió chữa cháy nó nặng lắm chứ đâu phải nhẹ đâu. Xe đứt vô xuống mà đậu xong thì liền bác bảo vệ đây chưa kịp ký sổ. Mai nói là anh chấp vô tôi giờ này tôi cảnh cáo nhiều lần, nếu lần sau nữa là chúng tôi phải tự chế và đã thông báo rất nhiều lần rồi, anh em vào lần sau nữa là không có nói nhiều nữa, tất cả có sự chứng kiến là không cần biên bản nữa nhá. Nấu ra nhà nước nấu cho tất cả ta được bắt đuổi nhà đâu. Bây giờ thông báo của phường đã hai lần rồi, bắt chủ nhà bắt đâu rồi. Bây giờ ở đây con dao này cho bác cái này, cứ mỗi lần sử dụng á bác nói con bác đưa vào nhà chứ không được để ngoài là nó vi phạm những quy định về cái đó phải không? Thì để tôi chắc cho nổi không? Để con sách tiền đó. Bây giờ từ từ gì đâu à? Đem vô cho đem vào. Con đem mà để đây bước đi bộ. Trung tâm này tôi không hiểu. Ai cái này trách nhiệm của ai đây? Cái gì cái này là cái gì đấy? Đá. Không. Cây. Yeah.
phạt thì đương nhiên phạt, phạt xong rồi để đó thì ai phạt được, phạt lần hai lần thì thôi gì phải không? Tháng à, bao nhiêu tiền? Chạy trạm phố 200 ngàn. Thế thôi, chứ là tháng nào cũng phạt hết. Phạt 200 mà để đó thì anh cũng làm gì là đúng không? 10 năm nay rồi. Thế có phải chung chi cho ai không? Không chung chi sao ta để tồn tại 10 năm? Đồ vậy thôi, là cô khó khăn quá rồi. Cái này không có khó khăn đâu, cái này lợi nhuận của anh rất lớn đấy, chứ không có đơn giản đâu. Tôi xin thưa mấy anh là với lượng nước đá của anh như thế này mà anh kinh doanh 10 năm nay là lợi nhuận của anh rất lớn, chứ không đơn giản là ít tiền đâu. Về việc anh có trung tâm cho ai để anh tồn tại 10 năm không? Sao giữa trung tâm Bến Nghé đẹp này mà anh được tồn tại 10 năm? Giữa cái phường Bến Nghé đẹp này mà anh được 10 năm, 10 năm tồn tại cái này. Tôi đề nghị anh chung tay với quận 1 với thành phố chấm dứt cái này nha. Chấm dứt ngay lập tức. Bác để cho anh để thu xếp để đoàn được không? Chấm dứt ngay trong ngày hôm nay. Thì để toàn chập bác đừng có thu rồi. Không. Phải xử phạt anh ngay lập tức. Vâng, xử phạt. Nhưng mà anh có thể nộp phạt thì không là phải chế tài. Chứ mà mai anh đi thì anh có đăng ký kinh doanh đâu, anh có nộp thuế đâu, anh có giấy tờ tùy thân gì đâu. Đó, tự nhiên anh đến một cái trung tâm đô thị đẹp như thế này, anh kinh doanh 10 năm nay ở trên vỉa hè như thế này mà lãnh đạo vừa Bến Nghé 10 năm nay không biết được cái này. Tôi đề nghị là chấm dứt ngay lập tức. Công ích rồi, chấm dứt ngay trong ngày hôm nay. Ngay ngày mai công ích và phường phối hợp lát lại vỉa hè. Cái này có hệ thống, toàn bộ thoát nước ở đây là có hệ thống. Vỉa hè mà các anh làm hệ thống thoát nước để cho toàn bộ cái cơ sở nước đá này hoạt động có một cái quy củ, có một quy mô rõ ràng như thế này. Đây là sự bao che rồi, làm rõ ràng như thế rồi. Các anh phải chấm dứt ngay lập tức. Các thời kỳ lãnh đạo của anh như vậy không được, phải chấm dứt ngay. Ngay ngày mai phải lát lại vỉa hè, tất cả cái ống thoát nước phải bỏ hết. Đó, ở đây không còn tồn tại cái chuyện như thế này nữa. Bây giờ các anh lập thủ tục xử phạt theo quy định, xử phạt bồi thường của cái nhà tòa nhà này bên kia. Nó cần trương ngày mai phải trả lại cái vỉa hè. Đồng ý. Phải có đồng ý nào đồng ý thì anh mới được ở đây. Anh còn lập cả một cái hệ thống thoát nước này, hệ thống thoát nước này để cho nước đá thoát luôn này. Thấy chưa? Anh xây đây này. Thấy chưa? Ai cho phép anh làm trên vỉa hè như thế này? Là biên bản 10 năm gần chưa? Ai là biên bản? Tôi cần ông lập bởi vì phường lập sẽ ngày mai tôi rất có lý do để tôi nói. Thế ông lập nghe đây. Đoàn liên ngành của quận 1 lập. Đó đây. Xử lý nhanh cái này. Mình sẽ cho người khác vào lập, người nào làm tốt hơn, doanh nghiệp nào làm tốt hơn thì được. Như là người nào đã vi phạm nhiều lần rồi là phải xử lý. Không cần biết là cán bộ nào đứng sau lưng cái máy xe này ấy, là phải xử lý. Phải kiên quyết như vậy thì được. Mà anh em có phản ánh 10.000 không? Các phóng viên nói là đây 10.000 không? Mà muốn bắt thế lắm, đưa cái người lạ đến giả vô gửi xe lắm. Ra cái là có bằng chứng ngay, rất đơn giản thôi, không ai bắt nữa. Nên cần chưa? Mấy ông làm việc lời bè lắm. Tôi là lãnh đạo mà tôi phải như thế này thì rất là cực. Làm biên bản ngay lập tức 7.000. Xe quá giá, phạt xe quá giá. Cảm ơn em. Cố gắng. Tập không ai dám làm gì em nữa. Cần chưa nhỉ? Để cho mỗi vật về. Tôi không có đủ thời gian, đưa thời gian để đi đạt những việc không cần của mình. Người ta giúp mình như thế này tốt rồi. Vì đoàn liên ngành đang đứng kia thì người ta thu có 7.000 thôi.
chứ nếu không có đoàn liên ngành người ta dám thu 10.000 đấy. Anh em ta phản ảnh với anh rất nhiều về bãi xe này. Bây giờ là biên bản ngay để cho cô về để mình có hướng xử lý phạt những xe quá giá nha. Đặt trước quá giá là vi phạm nhiều lần này, vi phạm vượt diện tích này, dẹp ngay bãi xe, đề xuất ngay trong sáng mai nha, đủ điều kiện để rút rồi, rút phép rồi. Sau này mình sẽ lựa một cái đơn vị, một cái cá nhân nào thật tốt để giữ xe ở đây nha, chứ không thể là chấp nhận cái chuyện này thế mãi được. Nhanh lên để khẩn trương, công an phường đâu, công an phường đưa cô về, khẩn trương.